nói đầu tiên, tướng Cần Thơ qua lớp 2 xin gửi đến cả nhà thân thương lời chúc sức khỏe, lời thăm hỏi chân tình và lời chào trân trọng nhất. Thì giấc này cũng khoảng 9-10 giờ cả nhà, thì Tuấn mới xuống được tới cái vườn tre tứ quý. Lá to của Tuấn nè cả nhà. Đó, lá to đây. Cả nhà thấy đây nè, lá nào cũng to cho nên lá nào cũng bự cho nè. Thấy chưa? Đó thì cái quy trình mình, nếu mình trồng được cái tre mà lá to như vậy thì mà cả nhà mình phải là đúng theo cái quy trình đó, là phải đậy lục bình, đậy cỏ đó, tưới phân tưới nước đầy đủ cho nên lá nó mới tốt như vậy nha cả nhà. Chứ thì thật sự cái đó thì nó thường thường thì nó cũng không bự như vậy nha. Đó thì bữa nay Tuấn cũng đi về vườn rồi quay một cái clip mà để chứng minh cho cả nhà mình thấy là có nhiều bà con mình nói là trồng nhánh tre, thí dụ như lựa vậy nè, lựa cái nhánh này bự như gì bự hơn nữa trồng nó mới tốt. Thì cũng có nhiều mà cái bạn nói là nhánh nhỏ là kêu nhánh đực thì trồng không lên măng, thì cái đó mình cũng chưa có xác định cái đó là hợp lý, cho nên bữa nay Tuấn làm cái clip này nè. Tuấn đã trồng cái một nhánh là một nhánh bự và một nhánh nhỏ, nhánh gì dừa đó mà nó lên măng một lượt luôn cả nhà thấy, mà cái nhánh nhỏ nó ưu thế hơn nữa đó. Bây giờ Tuấn chứng minh cho cả nhà thấy, mời cả nhà mình đi đó. Sẵn đây Tuấn quay về cái vườn tre thứ quý của Tuấn trồng một năm đó, là dậy lục bình được cỏ rồi nó sẽ lên măng như thế nào đó, mời cả nhà cùng đi nè. Đó, nếu qua nhà mình đậy cỏ nè, các nhà thấy không đó, nếu mình đậy cỏ nè, cái măng nè đó, mà không gà Tuấn đậy cỏ nè, gà nó bư ra nè, bây giờ nè, thấy không, rễ nó ra nè, đó nó ra rễ như gì nè, cả nhà thấy cái tre mình nó rất là sung nè, các nhà thấy không đó. Cái này mình lột ra để kiếm nó vô đây nè, đó đó đậy cỏ, mai mốt cũng theo quay cái clip đậy cỏ lại lục bình cho cả nhà mình xem đó. Không gà Tuấn chưa có đậy nó đó, chưa có rảnh nữa. Mình sẽ đậy hoài đó cả nhà, chứ phải đậy một lần thôi nghe, không phải đó, mình đậy hết thì nó sẽ một người đậy khác vô cả nhà đó. Đây nè, các nhà thấy nè. Đó. Thì cũng có nhiều bạn nói là cái nhánh tre mình đang chiết như gì nè, chiết như gì đây rồi cái tre nó mất sức, nó không lên măng nổi, nói cái đó nó không hợp lý đó. Các nhà thấy mình đang chiết là nhánh nè, bên đây là một nhánh, hai nhánh, ba nhánh nè, bốn nhánh, năm nhánh, sáu nhánh, bảy nhánh luôn đó nè. Mà bây giờ hiện tại giờ lên hai một măng là bành kia nè, các nhà thấy không nè, đó mà nó còn lên nữa chứ phải thôi, mà đẩy lục bình để cỏ nè đó, các nhà thấy chưa, thấy không đó. Mình nói nữa là bởi vì Tuấn là chứng minh, nói là phải chứng minh cho Tuấn, nói phải có căn cứ mới nói, cho nó không căn cứ nó không nói đó. Cái nhà mình thấy không đó, cái gì vậy đó. Rồi đi tới cái nhà ơi, cái vườn tre của Tuấn á, cái nhà thấy mình, nếu mình trồng tre nè, cái này mình chiết mới chỉ có mấy ngày mà nó ra rễ rồi nè, cái nhà thấy không đó nè. Có nhiều bạn mình trồng tre, mới trồng tre cái vườn tre gì nè, cỏ lên cái đầu mình lấy thuốc khai quang mà tứ vô đỏ vô là tại một măng mình nó bị quýu liền. Nếu một măng mà nó vô cái thuốc là nó sẽ hư liền, nó sẽ dọp một măng liền, cái tre nó cũng vậy, nó bị mất sức cái tre liền cả nhà, đó vậy đó, phải không? Thì có đây là cả nhà thấy nè, đó cái bụi tre này, hiện tại bây giờ bụi tre này á, mà thì nó cũng chỉ có hai cái tre bự, có một cái tre nhỏ. Thì cái tre này Tuấn cũng chưa có tiễn đi đâu, nó cũng chừa lại, mà cứ hiện tại chiếc là một nhánh, hai nhánh, ba nhánh, bốn nhánh, năm nhánh đó, mà hiện tại vừa măng cũng vẫn lên, cả nhà thấy không, là đậy lục bình lên nè đó. Thì mình quay cái quy trình quay làm chứng minh cả nhà mình thấy là bên đây đó nè, nó lú rồi đó nè, thấy chưa đó, như vậy đó. Mà cái tháng mưa Tuấn cũng vẫn đậy, tháng nắng cũng vẫn đậy, mà tháng mưa Tuấn đậy cỏ nó cũng ít hơn, cho tháng nắng thì đậy còn nhiều hơn nữa đó, như vậy đó cả nhà. Còn ở dưới mương thì nói chung cả nhà mình thấy nè, có nhiều bạn hỏi chứ hỏi Tuấn chứ ở dưới mương mình có nuôi gì không anh, thì xin thưa rằng Tuấn không có nuôi gì cả nhà. Còn bà con mình nuôi thì cái đó nuôi tùy, mình muốn nuôi gì nuôi cái đó cũng được thôi, chứ Tuấn không có nuôi chứ. Nói chung thì gông nè Tuấn sẽ vét lên đó, vét lên là mưa chấm nặng mương mình tưới nước cho nó dễ vậy đó. À thì đây chỗ này, mùa này hiện tại giờ nó cũng có hai cái tre già thôi đó, mà bây giờ là mình cũng đậy cỏ nè, cả nhà thấy rễ nó ra nè, nè thấy chưa đó, cái bụi này thì nó sắp sửa lên măng rồi đó nè, mà nó mới lên đây mới u mà này nè, bên đây là cả nhà thấy không nè, nè cái mắt nè đó, cái gì đó bụi này nè, bụi này, cái bụi này thì hiện tại bây giờ thì lên nó đã lên hai một măng nữa nè,
Dạ thấy không? Đó. Đậy cỏ lên măng nè. Cái này mình đậy cỏ nha, cũng quay lục bình đây nè. Nè, cái này lục bình nè. Đây là thấy nó mục không? Đó, nè. Thấy chưa? Nè, lên măng nè. Mình làm phân hữu cơ đó cả nhà. Đó. Thì tính chỉ quay sơ sơ vậy thôi. Thì chứng sơ qua bên đây chứng minh cái tre mình trồng chỉ mới có 2 tháng mà nó lên măng. Mà cái tre mình trồng lúc nó nhánh nhỏ. Đó. Còn những cái bộ này thì như gì là mình phải lột này ra nè. Cả nhà mình không nên để cái này nó dính vô trong nó quýu lắm á. Quýu trong một kiến trong cũng dở nữa. Thấy không? Nè măng lú rồi nè. Đầu trồi lên nè, thấy không? Rồi để nó ra nè. Đó. Rồi tới nhà ơi. Cái cây tre bụi tre này thì nó cũng tương đương với bụi tre kia đó, mà ví dụ nó bị lép, nó bị gập, lúc đó bị gốc mít nè. Cái mít này tính cho nó cắt cái mít này, bây giờ nó chưa mục nè, cái mít này quá trời bự luôn đó. Bây giờ tính trồng đây là giờ tính tiễn mấy cái tre nhỏ rồi đó. Hiện tại giờ chỉ 2 tre bự mà giờ lên hơn một măng nè, cả nhà thấy đó. Một măng này dày nè, một măng này giờ bứng được nè, măng này giờ cái ký cử á đó. Mà mình chưa có bứng đâu, mình để ít nhất cũng khoảng bụi tre mình ít nhất cũng khoảng là 4 cây 6 cây, cho nên mình mới sử dụng cái măng nha cả nhà đó. Mà hiện tại bây giờ cái vụ này tướng không có sử dụng măng. Cái vụ này tướng để cây lên là mình chiết nhánh ta khoảng chừng 2 tháng nữa, khoảng tới 9 tháng 10 cho lên là tướng mới lấy măng mình bán nha cả nhà. Đó nè, măng lên nè cả nhà thấy chưa nè. Và bên đây nữa nè, đó bên đây lú 21 vuông nè, nè thấy không nè, nè đó đây nè, đó cả nhà thấy chưa, ngon lành chưa. Rồi qua bên đây. Cái này cỏ nè, mình dạ nó bư văng ra nè. Đây nè. Qua bụi này, bụi đó mình chứng minh cả nhà mình thấy rồi, mình sẽ đi dài trên kia mình quay cái tre mà cho cả nhà mình xem. Tre trồng 2 tháng đây nè. Đây nè. Đậu nè, thấy chưa? Một bình này đó, đây là rú măng đây nè, đó, đã đời chưa? Mà rễ nó ra nè, nhà thấy chưa? Là cái mắt măng nè, thấy không? Đó. Nó như vậy đó. Bên đây nè. Bụi này cũng vậy nè. Nó ra cái mắt gì nè, mình tưới phân cho nó ra mắt bự bự vậy nè cả nhà. Đó. Nè. Đang mình có nhánh mình chiết nè, lú măng nữa nè. Thấy chưa? Cả nhà thấy không nè. Lục bình mình đậy nè. Đó. Nè. Cái mắt này nó ra cái măng nó còn ra đây nữa nè. Cái này nó u ra đây nè cả nhà, thấy măng nữa, nó lú bên đây nữa nè. Đó. Rồi đi cả nhà ơi. Mình đi dài tới. Đây nữa nè, nhà thấy măng không lên nữa nè, thấy không nè, thấy chưa? Cái vườn tre của tướng lúc nào cũng có măng chứ, lây gai bụi một có thời gian hoài nha. Rồi chào tới cho nhau. Nhà mình thấy gì không nè, thấy chưa? Trồi đậu nữa nè, thấy không? Đó. Đó, đậy cỏ, đậy lục bình nè, ở dưới nó trồi lên nè, cái này phân gom nè, cỏ không nè, thấy không? Đó. Thấy chưa? Đã gì đó. Rồi, đi tới luôn. Tới qua bờ bên kia. Đó thì những cái bụi này cả nhà thấy là hiện tại bây giờ thì nước cái tre là mình tính sẽ là rút cái tre ra nè. Đó cái tre này già nè, nó cắt nè. Vừa cây này trên đây, cái này lên măng nữa nè. Đây lên măng nữa nè, đó thấy không? Đó thì mình sẽ sử dụng sau này nó sẽ lên tiếp tục ngoài đó, là mình đợt sau là nó măng nó qua bên đây là mình sẽ bứng bán nha cả nhà. Đó, cái quy trình đây nó sẽ nhảy qua đây nè.
một ngày nó nhảy lên cái lượng bự lắm nè. Đó, giờ đẩy cỏ vô cái gì đó. Chứ còn nè, bây giờ hiện tại giờ mình chưa có bứng đó, thì cái bụi này mình trồng chỉ có 2 tháng rồi cả nhà. Đó, cái này nó thiệt luôn, mình dặm sao nè. Đó, bây giờ nó cũng lên măng nè. Đó, nhà thấy không, lá này xanh dần bán bán thôi nè. Đó, thấy không, thấy chưa. Đó, bởi vì mình nói cái gì mình nói lên chứng minh. Đó, cái bàn tay đứng nè, cả nhà thấy không, giờ mình cho bàn tay này nghe. Đó, thấy chưa, cái như vậy đó. Có mũi tre này nè, cả nhà dòm đi, có 2 cây tre. Đó, hiện tại có 2 cây tre mà lên 3 mục măng ớn hùng chưa. Đó, giờ lúa mình đem 2 mục nữa nè. Đó, à. Lúa này 2 mục nè, em thấy chưa nè. Đó, mà 2 mục măng như gì mà nếu mình tứ phân hay hoặc giả mình gãi phân, mình gãi vô đây là coi chừng nó bị dọp hơn cả nhà, cái tỷ lệ nó dọp nhiều hơn đó. Nếu mình có tứ phân mình tứ vô đây nè, chứ không 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 có gãi phân, tức không có gãi gãi phân, cái tỷ lệ nó dọp hơn cái tứ nhiều lắm đó. Rồi đi cả nhà ơi, thì cây tre này cũng vậy, bụi này cũng vậy, thì hiện tại giờ có chiếc 4 nhánh nè. Đó, thì bây giờ nó cũng lên một măng lớn rồi nè, cả nhà thấy không đó. À, nó còn lên nữa chứ không phải là một thôi đâu, nó còn lên dài dài bên đây nè cả nhà. Hiện tại bây giờ nó lú lú nè, u u nè. Bên đây nó cũng sắp lú măng nữa nè. Đó, rồi gãy cây trắng phiếu hết trơn. Bên đây cũng vậy nè. Ở đây này cả nhà thấy là mình đậy lục bình nè. Đó, thì hôm tính chỉ đậy mới có mấy bầu này thôi, ngày bữa tính chỉ rảnh tính sẽ quay một cái clip tính chỉ đậy lục bình cho cả nhà mình xem. Đó, nhà bây giờ cả nhà thấy lên măng nè, thấy không, nó lục bình nè. Đó nè, phân nó rẻ nè, nè đó, mình làm cái hữu cơ nè. Đó, cái này là nói chung là rất là hiệu quả luôn cả nhà. Đó, ở đây nó lên luôn nè. Ừ. Mình trao dở lên măng đây nè. Đó. Ừ. Bên đây nữa nè. Đó, nghe thấy thằng rú măng lên này, măng này bự lắm à. Mà mới đây mà nó lên cái chậu ế vô luôn. Còn bụi này nè, cả nhà thấy là bụi này tính là phải sử dụng là chiếc nhánh cũng nhiều lắm rồi nè. Đó. Bây giờ chúng đẩy nha. Đây lục bình nè, thấy không, bụi này nó lên măng lên cũng luôn á, nó dẫn đâu nè, dễ cả trắng phiếu rồi đó, thấy chưa, bảo đảm cả nhà nghe, bụi này tháng nữa măng ngốc luôn. Bây giờ nó ú ú mà này lên nè, mình chiết nhánh nè. Đó, thì bụi này nó ra lên măng là mình sử dụng được rồi đó, 1 cây tre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cây rồi đó. Đó là cái này mình ok được rồi, sử dụng được rồi. Rồi Tuấn mời cả nhà mình qua bên đây là cái tre của Tuấn, nói chung là đứng trồng cái đợt này đợt sau, nói chung trồng 2-3 đợt đó. Đó, cũng có nhiều bà con nói là nói là trồng mua những cái tre mà trồng những cái tre nhỏ đó, cả nhà thấy á, cũng có nhiều bà con nói là mình ví dụ mình trồng mình lựa những tre nó bự á thì mình trồng nó mau phát triển, mau lên măng, còn những nhánh tre nhỏ thì nhánh tre đực nó không lên măng, là trồng 1-2 năm gì đó là phải đốn đi, nói cái điều đó nó không hợp lý đó. Bữa nay Tuấn chứng minh cho cả nhà mình thấy, rồi Tuấn sẽ nói với cả nhà mình cái cách hổm Tuấn có chia sẻ là bữa mình trồng tre mà nhánh tre mà thứ quý lá to tháng mưa hay hoặc là lá nhỏ hay tre nào cũng vậy, mà nếu mình trồng cái tháng mưa mình phải không có trồng cái mình không đào nó lên gì nè cả nhà, cho cái bầu lên gì nè đó, thì nó sẽ bị ôi nước nó chết đó. Cả nhà thấy không, cái bầu của Tuấn nè, đó mình dạch cho cả nhà mình xem này, rễ nó ra nè. Đó là mưa hôm gà nó mưa dầm luôn đó, không gà là mưa bão mưa dầm luôn mà không có ôi nước, là cho nên cái tre mình cả nhà thấy lá không. Còn nếu mình trồng mình kiểu thắng nắng mình phép một lỗ xuống á thì mình để đất trình lên đó thì mình đẩy lên gì là bị ôi nước nó chết nha cả nhà, cái tháng mưa là không trồng đất trình đó, chỉ nói sơ cả nhà mình xem thôi. Còn đây cái nhà thấy đây nguyên cái hàng, từ cái hàng tre đằng này là đây là mình Tuấn trồng chỉ mới có 2 tháng thôi đó,
cái này là rõ ràng luôn, cái nhà thấy đó, mà giờ cái lá tre nó xanh nè đó. Thì đây cái lá tre bự nè, cái cây bự nè, cái nhà thấy nè, nhánh bự nè ha đó. Thì bây giờ nó cũng lên được một măng rồi nè, một măng tơ nè, đã thấy không, cái nhà thấy này là không đó nè, đó thấy rõ ràng không đó. Rồi Tuấn sẽ qua bên kia, Tuấn sẽ chứng minh cho cả nhà mình thấy đó. Đó thì nó tốt vậy phải không? Rồi đây một cái bụi tre này, cả nhà thấy đây, nó cũng trồng một lượt nè, một lượt mà cái nhánh tre cả nhà thấy cái nhánh tre có bao lớn không, nó nhỏ hơn con tay của Tuấn rồi nè, đó đó chỉ bằng con tay út luôn á, mà nó cũng lên một cái cây măng rồi nè, đó nó lên trước cái măng bên đây luôn đó. Mà điều cái lá thì nó không có xanh hơn bên kia, mà cái lá này nó lá bự hơn này nghe, đó lên này nè đó. Còn bên đây nó cũng một cỡ luôn đó, cũng trồng một lượt luôn đó, mà cái nhánh tre rất là nhỏ xíu luôn, nhỏ hơn bên đó luôn nè, cả nhà thấy nè, nó cũng nhỏ xíu nè, thấy không đó. Thì mình nói là phải chứng minh đó, cứ nói thiệt, nó thực tại, Tuấn trồng là Tuấn nói thì thực tại, Tuấn làm cái nào kết quả Tuấn chia sẻ, cũng như là cái mùa nắng thì Tuấn chia sẻ cách trồng nhánh tre tứ quý thì phải đào lỗ xuống để mới cục đất trình đó, thì trồng hiệu quả. Còn tháng mưa mình trồng như vậy nó sẽ bị hao, nó bị ôi nước, nó sẽ chết, mình sẽ đào cái bầu lên thì nãy Tuấn đã nói rồi đó. Còn cái này cái nhánh tre nhỏ là nhiều bà con mình nói mua nhánh nhỏ trồng thì nó chậm tốt đó, hay là nhánh tre đực gì đó trồng nó không lên măng, thì một năm hai năm gì đó thì mình sẽ bứng đi, đào bò đốn đi, thì cái điều nó không hợp lý đó. Thì cả nhà thấy nè, thì trồng mới 2 tháng mà hiện tại bây giờ lên cây măng nè, lên bự bên kia nữa đó đó, các bạn thấy không đó, thành đây cũng vậy nè, đây này cũng vậy đó. Thì cái nhánh này nó cũng bự hơn nhánh kia, mà nhánh này hiện tại bây giờ chưa lên măng nữa nè, thấy chưa, thì nhánh này lên măng rồi đó, thì nhánh bự này lên măng nè, các bạn thấy không đó. Thì theo Tuấn nghĩ cái tỷ lệ là nhánh bự hay nhánh nhỏ gì đó, cái cách mình trồng á, quan trọng cách mình trồng và cách mình săn sóc thì nó cũng vẫn như nhau thôi, nó trên là trên đỉnh nè đó. Mà tôi thấy là cái nhánh nhỏ nó cái tỷ lệ nó muốn nhích hơn cái nhánh bự đó đó, cả nhà thấy không đó. Thì bây giờ hiện tại mình cái lên cây măng mình chỉ nó bự hơn nữa đó. Đó thì cả nhà mình thấy là cái quy trình của Tuấn trồng tre thì của Tuấn chỉ có 1.700 thôi đó, 1.700 là hai cái bờ đó, thì một bờ bên kia Tuấn trồng là một năm che được một năm. Còn khúc ngoài kia Tuấn trồng gì là chưa được một năm đó. Còn khúc kế này Tuấn trồng chỉ có mới 3 tháng 4 tháng thôi, nó hiện tại lên giờ nó cũng có lên măng rồi đó. Từ khúc từ cái mí tay trong này trở lại đây thì Tuấn mới trồng chỉ có 2 tháng thôi đó, trồng được sau đó Tuấn chậm từ đoạn vậy đó. Bởi vì cái lúc trước á, chiếc cánh tre của cha mình trồng á, thì cái giống tre này của chú Hai Cua cha mình mua đó, rồi ta trồng cái bà con đi ra mua cái đầu chia lại nó thiếu hoài, tới bây giờ Tuấn trồng mới đủ, tới chừng chiếc cánh tre nhà có Tuấn chiếc mới đủ. Cái đứa nói là bằng cái chữ thật đó. Thì bây giờ Tuấn mới quay một cái clip và chia sẻ với cả nhà mình, chứng minh cho cả nhà mình thấy là cái nhánh tre nhỏ nó trồng nó cũng tỷ lệ nó cũng như nhau thôi, và là bự nó cũng như nhau thôi. Như cả nhà thấy đây đó, là nhỏ xíu như gì đó, mà bây giờ mình trồng 2 tháng nó vẫn lên măng rồi, lên cây rồi đó, mà bự như gì nè, bự như gì mà lên, nó cũng lên măng mà lên sau nữa nè, cả nhà thấy không đó nè đó, nó vẫn tốt xanh đó. Thì mình đừng có nghĩ chỗ là nhánh nhỏ trồng không tốt, nhánh bự trồng không tốt, hay hoặc nhánh nhỏ trồng không lên măng, nhánh bự trồng không lên măng, thì cái điều đó là nghĩ cái đó thì thấy nó không có hợp lý, Tuấn cho rằng không hợp lý đó. Bữa nay Tuấn mới làm một clip mà Tuấn chứng minh cho các nhà mình thấy là rõ ràng vậy đó, Tuấn đã trồng rồi, nó đã hợp lý rồi, nó đã kết quả, cho nên chia sẻ với các nhà mình xem. Thì các nhà mình thấy cái video hay đó, có hay có ý nghĩa thì nhớ cho Tuấn một lượt subscribe, một lượt like, đặng có động lực làm những video là lần sau, và cả nhà mình có cơ hội xem những video tiếp theo của Tuấn Cần Thơ Vlog 2. Còn bây giờ Tuấn xin chào và hẹn gặp lại, bye bye cả nhà.